Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết đã nắm được thông tin vụ việc nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Medic tỉnh Bình Dương bị người nhà bệnh nhân hành hung. Quan điểm của ngành y tế thì đây là hành vi nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 8 tháng 11. Một gia đình bao gồm ba mẹ và người chú đưa bé trai 2 tuổi bị sốt đến bệnh viện thăm khám. Trong lúc điều dưỡng, trưởng chuẩn bị khám cho bé thì bất ngờ bị người chú xô đẩy, dùng tay đánh mạnh vào vùng vai khiến chị ngã về phía trước. Mọi người đã can ngăn không cho người này tiếp tục hành hung nữ điều dưỡng. Diễn biến vụ việc cũng được camera an ninh của bệnh viện ghi lại. Theo lãnh đạo bệnh viện, nữ điều dưỡng và người nhà bệnh nhân không có mâu thuẫn. Trước đó thì bệnh nhi từng được đưa vào bệnh viện khám với triệu chứng sốt. Vụ việc đã được bệnh viện trình báo công an phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp mắc bệnh Whitmore, người dân còn gọi là bệnh vi khuẩn ăn thịt người. Bệnh nhân là nữ, sống tại huyện Krông Park. Bệnh nhân có biểu hiện đau bụng dữ dội nên nhập Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để khám. Tại đây thì bệnh nhân được chẩn đoán là bị áp xe lá lách nên được tiến hành phẫu thuật điều trị. Sau khi xuất viện về nhà, bệnh nhân vẫn có biểu hiện đau bụng nên đã nhập viện khám lại. Và lúc này thì bệnh nhân được chẩn đoán là mắc bệnh Whitmore trên nền đái tháo đường type 2 và hiện đang được điều trị tại bệnh khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Được biết đây là trường hợp thứ 3 mắc bệnh Whitmore trên địa bàn tỉnh. Trước đó thì đã có 2 trường hợp tại huyện Ea Súp và huyện Cư Quyên. Thưa quý vị, với nỗ lực thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, sáng nay tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với tập đoàn Meta tổ chức diễn đàn đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Theo VCCI, hiện Việt Nam có gần 900.000 doanh nghiệp với 97% đang ở quy mô nhỏ và vừa, đóng góp 45% GDP, tạo công ăn việc làm cho 5 triệu lao động. Hoạt động chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, giúp cho doanh nghiệp tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực quản trị, phát triển ổn định và bền vững hơn. Trong khuôn khổ hợp tác với Meta, VCCI cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, đào tạo những kỹ năng ứng dụng và cơ hội trải nghiệm công cụ số để phát triển kinh doanh và nâng cao hiệu quả cho hàng chục ngàn doanh nghiệp. Diễn đàn hôm nay là một bước đi cụ thể hóa chương trình hợp tác này, giúp cơ quan quản lý hiểu hơn, nắm bắt những khó khăn thách thức trong tiến trình này, từ đó hướng tới các giải pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. 8.000 đôi giày thể thao người lớn có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như là Nike, Adidas vừa bị lực lượng chức năng thu giữ tại một hộ kinh doanh ở Bắc Ninh. Số lượng lớn hàng nghi giả nhãn hiệu này được phát hiện khi mà kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh tên là Nguyễn Thế Thu ở xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Chủ hộ kinh doanh không có cửa hàng, không bán lẻ, chỉ bán buôn qua fanpage, bán hàng qua Zalo hay là Facebook hoặc gọi điện trực tiếp. Ông Thu chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến toàn bộ số hàng hóa nói trên. Đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành lập biên bản niêm phong, tạm giữ toàn bộ số lô hàng nói trên để đấu tranh làm rõ hành vi và xử lý. Chuyển sang những thông tin quốc tế, thưa quý vị, cuộc đua tại Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ hiện đang rất sát sao. CNN nhận định ứng viên dân chủ đó là John Fetterman cũng đã đánh bại đối thủ Đảng Cộng Hòa đó là Mehmet Oz và giành ghế Thượng viện đại diện tại bang Pennsylvania. Đây cũng là ghế Thượng viện đổi màu bởi người đang giữ ghế này đó là Pat Toomey, Đảng Cộng Hòa. Với chiến thắng này thì Đảng Dân Chủ vươn lên dẫn trước với 47 ghế tại Thượng viện, trong khi Đảng Cộng Hòa có 46 ghế. Trong khi đó tại Hạ viện, số ghế của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ hiện lần lượt là 182 và 146. Phát biểu tại một cuộc họp báo cáo ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đó là Ned Price cho biết Nga và Mỹ cũng sẽ sớm gặp nhau và thảo luận về việc nối lại các cuộc thanh tra theo hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START đã tạm dừng kể từ trước khi xung đột Nga và Ukraine bùng phát. Theo đó, Ủy ban tham vấn song phương cơ chế thực hiện thỏa thuận kiểm soát vũ khí cuối cùng còn lại giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới sẽ gặp nhau trong tương lai gần. Trước đó vào hồi tháng 8, thì Nga cũng đã đình chỉ hợp tác với các cuộc thanh tra theo hiệp ước, đổ lỗi cho các hạn chế đi lại do Washington và các đồng minh áp đặt đối với các quan chức Moscow. Tuy nhiên, Nga nhấn mạnh nước này vẫn cam kết tuân thủ các quy định của hiệp ước. Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của Liên minh châu EU cho biết, nhiệt độ trong tháng 10 tại châu Âu cũng đã ở mức cao kỷ lục hơn gần 2 độ C so với giai đoạn thống kê nhiệt độ từ năm 1991 đến năm 2020. Cơ quan này cho biết tình trạng nóng lên khiến cho nhiệt độ hàng ngày tăng lên ở mức kỷ lục ở Tây Âu và một tháng 10 nóng kỷ lục ở Áo, Thụy Sĩ và Pháp.
những vùng rộng lớn ở Italia và Tây Ban Nha cũng chứng kiến những mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng trước. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới đang tham gia các cuộc thảo luận cam go tại Ai Cập và phải đối mặt với những lời kêu gọi khẩn cấp giảm khí thải nhằm tránh các thảm họa về khí hậu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo các nước cần hợp tác, nếu không sẽ phải đối mặt với cuộc tự sát tập thể trong chống biến đổi khí hậu. Giải xổ số Powerball của Mỹ với trị giá lên tới 2,04 tỷ đô la Mỹ đã có chủ nhân sau 40 lượt quay số mà không có người trúng thưởng. Trang web của công ty Powerball cho biết, chiếc vé xổ số duy nhất trúng thưởng được bán ở thành phố Altadena thuộc bang California. Vé trúng thưởng được bán tại trung tâm dịch vụ draw ở Altadena, cách trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 25 km. Chủ sở hữu của trung tâm dịch vụ draw cũng được trao một tấm séc trị giá 1 triệu đô la Mỹ. Danh tính của người trúng thưởng không được tiết lộ và người này có thể lựa chọn nhận toàn bộ số tiền được chia đều trong 29 năm hoặc nhận tiền mặt khoảng 997 triệu đô la Mỹ. Đây là giải thưởng xổ số lớn nhất không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới. Kỷ lục của giải Powerball của Mỹ từng được thiết lập vào năm 2016 với giá trị lên tới 1,59 tỷ đô la Mỹ được chia đều cho 3 người chơi. Năm nay là tròn 100 năm thành lập Liên Xô, mở ra thời kỳ phát triển huy hoàng, rực rỡ của một nhà nước xã hội chủ nghĩa sau thắng lợi của cách mạng tháng 10 vĩ đại. Dù Liên Xô đã không còn, nhưng những kỷ niệm, hồi ức về thời kỳ lịch sử này vẫn được lưu giữ trong trái tim của nhiều người, không chỉ sống ở Liên Xô mà có lẽ còn ở nhiều nơi trên thế giới. Nhân kỷ niệm 105 năm cách mạng tháng 10 vĩ đại, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm triển lãm độc đáo sản xuất tại Liên Xô qua phóng sự của anh Tú, phóng viên thường trú tại Liên bang Nga. Bước qua cánh cửa có ghi dòng chữ sản xuất tại Liên Xô là một thế giới thu nhỏ hầu như tất cả những đồ vật lưu dấu một thời kỳ lịch sử, những vật dụng đã có trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người, mỗi gia đình thời Liên Xô. Một chiếc khay có vẽ hình cây tre và chiếc thuyền an, một trong những sản phẩm thủ công mỹ nghệ do Việt Nam sản xuất và xuất khẩu sang Liên Xô thời đó. Tiếp đến là những chiếc chiếu cói, đồ lưu niệm cũng do bàn tay thợ Việt làm nên. Vào tháng 2, tôi được mời tham gia triển lãm nước Nga độc đáo ở trung tâm triển lãm Magnet. Ở đó tôi đã làm một không gian riêng về kỷ niệm 100 năm thành lập Liên Xô và tôi cảm thấy công chúng rất quan tâm đến gian hàng trưng bày này. Họ hỏi tôi là ông có những đồ văn phòng này ở đâu, có thể xem ở đâu. Vậy là tôi đã nảy ra ý tưởng tạo ra một nơi để giới thiệu những đồ vật thời Liên Xô. Triển lãm được chia thành hai khu, khu trưng bày giới thiệu những kỷ vật về thời kỳ phát triển của Liên Xô như lịch sử Liên Xô, lịch sử của Đảng Cộng sản Liên Xô, lịch sử Kosomo, lịch sử thiếu niên, được thể hiện qua các lá cờ, tranh ảnh, sách báo, các loại văn bằng, bằng khen, giấy khen, huân huy chương, kỷ niệm chương, hình ảnh về thành tựu chinh phục vũ trụ của Liên Xô. Khu thứ hai của triển lãm trưng bày mua bán các vật dụng được sản xuất tại Liên Xô, nhiều nước khác kể cả ở Việt Nam. Trong thời kỳ này, chúng rất đa dạng từ bát đĩa, cốc chén, phích nước, đèn bàn, máy khâu, xe đạp, vải vóc, hóa mỹ phẩm đến đĩa nhạc, radio, điện thoại. Vì tôi được sinh ra ở Liên Xô và tất cả những gì trưng bày ở đây đối với tôi đều rất thú vị. Khi tôi được sinh ra trong ngôi nhà của bố mẹ, đã có bát đĩa, đồ nhựa, tất cả mọi thứ. Tôi thấy thích thú khi được nhìn thấy những thứ quen thuộc từ thuở nhỏ đến nỗi nghe tim mình xúc động. Tôi muốn mua thứ gì đó đáng nhớ này. Chủ tịch Hội các nhà sưu tập Nga Valery Akhipov cho biết ông sẽ tiếp tục phát triển mở rộng không gian triển lãm thành lập một bảo tàng riêng về thời Liên Xô và khu trưng bày giao dịch hàng hóa riêng. Tại đây, các nhà sưu tập Nga, những người hoài niệm Liên Xô sẽ cùng nhau ôn lại giá trị của một thời kỳ lịch sử.